Hello, kính chào tất cả các quý khách hàng đã đến với xưởng gỗ giá gốc Thiên Phú. Hôm nay trước mắt các quý khách hàng đây em có kê ra một bộ tần thủy hoàng gỗ gõ đỏ các bác nhé. Gỗ gõ đỏ hàng cột 14, hàng cột liền, yếm liền, hàng dày, dày dặn, cực kỳ là dày dặn. Bên em đang bán với giá 57 triệu các bác nhé, 57 triệu một bộ bàn ghế hàng 14 như thế này, cột 14 như thế này ạ. Bộ sản phẩm bên em làm gồm 6 món, một đoạn dài bên tay phải đây, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn các bác nhé. Bộ sản phẩm này thì là hàng đặt của anh Khoa. Vâng, hàng đặt của anh Khoa thì anh cũng đã đặt bên cơ sở em là cho đến hiện tại là đã gần 1 tháng rồi. Mới xong phần mộc thô như thế này. Càng Tết thì càng là gấp rút. Bên cơ sở em cũng đã rất là cố gắng để đẩy nhanh những bộ hàng đặt cho các bác để mình có những bộ bàn ghế chơi Tết. Chính vì vậy cho nên là các bác cố gắng đặt sớm, đặt hàng sớm thì sẽ được hàng đẹp các bác nhé. Sau đây thì em xin các bác một ít phút để em có thể giới thiệu qua bộ sản phẩm này của anh Khoa nhé. Đầu tiên là chiếc đoạn dài, em có làm dài là 2m8, cao là 1m40 và sâu là 78 phủ bì các bác nhé. Kích thước phủ bì ạ, sâu là 78 phủ bì. Chương thì em có làm chương đục rơi, chương cuốn thư đục rơi các bác nhé. Như trong những video trước thì em cũng đã giới thiệu rơi thì là một con vật mang lại sự may mắn cho gia chủ. Thì những cái hình tượng con rơi như thế này thì rất là được ưa chuộng. Rất là được ưa chuộng để đục chạm trên những bộ bàn ghế cũng như là sập thờ án giang để mang lại sự may mắn của cho gia chủ khi mà kê những cái bộ bàn ghế này vào cho nhà mình. Vách thì em có đục vách phúc lộc thọ các bác nhé. Vách phúc lộc thọ, tứ quý phúc lộc thọ cực kỳ là ý nghĩa. Anh Khoa có đặt bên em bộ bàn ghế này là bộ hàng dày. Bộ hàng dày các bác ạ. Cột thì là cột nghê. Đây cột con nghê các bác nhé. Đây bên em mới chỉ làm xong phần mộc thô thôi, chưa ráp, chưa cạo nạo gì hết. Cho nên là đây là phần nguyên bản của bộ bàn ghế mộc thô. Em quay qua để cho các bác có thể chiêm ngưỡng. Vách phúc lộc thọ cực kỳ là ý nghĩa. Cột nghê, nghê cũng là một linh vật rất là được ưa chuộng khi mà được lựa chọn để khắc lên những bộ bàn ghế cũng như là những viên đá quý các bác ạ. Vì nó có ý nghĩa là ngậm vào và không nhả ra. Vì vậy khi mà mình có một biểu tượng nghê kê ở trong nhà mình như thế này thì rất là có ý nghĩa. Như là ngậm tiền tài và không nhả ra đấy ạ. Tiếp theo là hai chiếc ghế đơn của bộ bàn ghế. Ghế đơn thì em có làm kích thước là bề ngang là 1m25 các bác nhá, 1m25 phủ bì. Cao là 1m40 và sâu là 78 phủ bì các bác nhá, 79 phủ bì ạ. Hai chiếc ghế đơn này thì em có đục vách là phú quý. Hai chữ phú quý rất là ý nghĩa. Phú quý phúc lộc thọ cực kỳ là ý nghĩa. Chương cũng được làm chương cuốn thư và đục chuyện rơi các bác nhá, chương cuốn thư đục chuyện rơi. Mai rùa thì em có đi là hoa văn hoa lá tây các bác ạ. Khuôn tranh em làm là 4 phân và ván là 2 phân các bác nhá. Yếm thì là yếm liền, bộ cột 14, cột liền yếm liền các bác nhá. Cột liền yếm liền cực kỳ là to. Cổ trị 2 tầng. Cực kỳ là đẹp. Mặt ván ghế và mặt ván bàn thì nguyên một tấm các bác nhá. Mặt bàn, bàn thì bên em có làm theo kích thước của anh đặt là 81, chiều ngang và chiều dài là 1m67 các bác nhá, 1m67. Chiều ngang là 81, cực kỳ là to. Mặt bàn thì anh có đặt bên em làm cảnh thuận buồm xuôi gió. Cảnh thuận buồm xuôi gió, những con thuyền đang nô nức đi buôn. Rất là thuận buồm xuôi gió, rất là ý nghĩa các bác nhá.
thuận buồm xuôi gió thì mang một ý nghĩa là khi mà kinh doanh buôn bán thì được thuận buồm xuôi gió đấy ạ. Tiếp theo là đến chiếc đôn con. Đôn con thì có đục, bên em có đục là cửu ngư quần hội các bác nhá. Cửu ngư quần hội, 9 con cá, cực kỳ là ý nghĩa. Bàn và đôn thì đều có ngăn kéo, kéo ra kéo vào để nhà mình có thể đựng vật dụng và những đồ đạc khác trong nhà như là chè, thuốc lá. Cuối cùng bộ sản phẩm em muốn giới thiệu đến cho các bác chiếc đôn con. Đôn con em có làm kích thước 45x45. Bộ sản phẩm này thì anh có đặt bên em làm chọn gỗ chọn vân. Những đường vân cực kỳ là đẹp và chắc chắn các bác nhá. Gỗ gõ đỏ đã là một loại gỗ có ưu điểm là chắc chắn, rất là chắc chắn và chịu nắng, chịu mưa, chịu nhiệt độ thời tiết cực kỳ là tốt các bác nhá. Bác nào còn thắc mắc về bộ sản phẩm hoặc có yêu cầu em lên những bộ sản phẩm khác thì xin vui lòng để lại cho em một lượt like và một lượt comment, hoặc gọi điện thoại đến số 0966 953 553. Gọi điện thoại trực tiếp cho em đến số 0966 953 553 để em có thể tư vấn cụ thể hơn cho các bác. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.